Dạ anh cần hỗ trợ gì ạ? Em muốn nâng cấp đàn S là S tại vì đơn là ba nha. Dạ rồi, ok ạ, nên đàn cho nha. Dạ chào mừng anh đã đến với MiTui. Dạ bên em thì có nước uống miễn phí cũng như là thanh mát miễn phí dành cho khách khi đến trả đợi, mời anh sử dụng. Anh có thể cho em xin một ít thông tin của mình đúng không ạ? Dạ không biết là anh tên là gì? Dạ anh tên Trần Sơn Tùng. Dạ anh Tùng. Dạ không biết là anh Tùng mình đến từ đâu nhỉ? Đến từ quận 12. À quận 12 ạ. Anh gốc Nam Định à? Nam Định dạ vâng. Em vô đây em làm việc. Thế hiện tại bây giờ anh Tùng đang sử dụng đồng đàn gì anh? Dạ, em đang thay dây đàn TS-S770. S-770. Ồ là anh mua lâu chưa ta? Dạ, em mới mua được có 2 tháng. À 2 tháng hả? Dạ. Không thì em nghĩ là mình tập hoặc mình muốn hướng đến chuyên nghiệp thì mình dùng cái dòng đàn này là phù hợp rồi nè. Dạ thì hôm nay anh đến là em có nghe bên anh kỹ thuật nói là anh muốn nâng cấp lên A3000 đúng không ạ? Dạ dạ, nâng cấp lên A3000. Và vậy không biết tại sao mà anh lại muốn nâng cấp lên A3000? Tại vì khi em dùng cái mấy bộ Sander và bộ nhớ ít quá nên không cài hết được không đáp ứng được cái khả năng Sander mà anh thích đúng không? Vậy thì anh lựa chọn nâng cấp lên A3000 em nghĩ là đúng đắn rồi. Vậy không biết em hỏi một chút và lại một chút thôi là tại sao lại tìm đến MiTui mà không phải là những trung tâm sửa chữa đàn khác nhỉ? Tại vì em lên vừa rồi nâng cấp nên quảng cáo luôn đầu tiên xuất hiện đầu tiên. Thì em cũng có cung cấp cho anh thêm một ít thông tin là bên trung tâm MiTui của em hiện tại đang là trung tâm sửa chữa đàn organ uy tín. Vâng, thì khi anh search Google hoặc là Facebook hoặc là YouTube thì bên em sẽ là hiện đầu tiên. Và chất lượng dịch vụ cũng như là cái sự chăm sóc khách hàng thì bên em luôn đi đầu nên anh yên tâm khi sử dụng các dịch vụ bên em. Em nghĩ là một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn ở đây ạ. Vâng thì bây giờ em sẽ cho nhân viên ra kiểm tra đàn của mình sơ bộ để phát hiện lỗi, tại vì bọn em phải phát hiện lỗi để sau quá trình này, sau khi mà mình nâng cấp anh, nếu giả sử có xảy ra lỗi gì ngoài ý muốn á, lúc đó là hai anh em mình có thể thỏa thuận giải quyết được nó dễ dàng hơn. Vậy thì bây giờ anh vui lòng ngồi chờ xíu hạn, nhân viên em sẽ làm cho anh. Thì quá trình nâng cấp về A3000 này khoảng tầm từ nửa tiếng đến một tiếng thôi. Vâng, thì sau khi nâng cấp A3000 thì bên em sẽ tặng cho anh một bộ Sampler MiTui VIP nhất hiện nay. Vâng, thì chắc chắn em nghĩ là anh sẽ hài lòng. Dạ rồi, anh ngồi chờ em xíu hạn. Dạ rồi, em chào anh. Hi mọi người, đây là anh Tuấn Ròm, nhân viên kỹ thuật của MiTui với 2 năm kinh nghiệm đã từng sửa chữa tất cả các dòng đàn. Bây giờ anh Tuấn sẽ đi test đàn trước khi tiến hành nâng cấp nha các bạn. Các nút cao su và phím đàn anh Tuấn đang test. Theo cảm nhận thì mình thấy đàn tuy đã qua sử dụng nhưng các phím cao su cũng như là các nốt đàn đều rất là tốt. Trước khi nâng cấp thì bên mình thường sẽ là kiểm tra tổng quát đàn, tránh trường hợp sau khi nâng cấp xong nó sẽ xảy ra những lỗi ngoài ý muốn thì lúc đấy là rất sẽ khó xử cho bên mình cũng như là khách hàng. Rồi, bây giờ anh Tuấn sẽ kiểm tra phần mềm.
mọi thứ đều dường như là ok hết rồi các bạn. Vì video được thu trực tiếp nên không thể tránh khỏi những tiếng ngoài ý muốn nha các bạn. Các bạn xem thì các bạn có thể thông cảm giúp bên mình nha. Còn đôi khi có những tiếng như vậy sẽ làm vui tai đúng không các bạn? Chúng tôi đang kiểm tra và cũng có thể là khá là lâu. Đối với những thao tác này chúng ta không nên vội vàng, phải kiểm tra cho thật kỹ và chắc chắn. Đây chính là anh khách của chúng ta hôm nay. Anh có thể quét cái mã code ở trên cửa lên để mình truy cập vô wifi. Quét cái là có thể truy cập được. Khi đến với MeToMe thì các bạn có thể yên tâm về dịch vụ của MeToMe. Sau khi kiểm tra thì anh Tuấn báo lại cho mình là đàn rất ok và tuyệt vời. Chúng ta sẽ cùng kết thúc phần kiểm tra đàn. Sẽ tiến hành đi vào nâng cấp nha các bạn. Trong quá trình tháo lắp thì bên mình cũng sẽ kiểm tra về vỏ đàn. Quá trình tháo này được nhân viên bên mình làm một cách rất là tỉ mỉ, tránh trường hợp làm cho ốc bị trờn, lệch ren. Đàn đã được tháo rồi nha các bạn. Bên trong đàn đang còn rất mới. Quá trình chúng ta tháo bo mạch đàn rất là cẩn thận. Chúng ta có thể thấy khi chúng ta dùng máy tháo tự động này, nếu mà chúng ta không cẩn thận sẽ làm cho nó đi lệch vào cái bo mạch thì sẽ đứt cái phần mạch, và như thế là sẽ bị hư cái bo mạch. Quá trình thao cáp cũng rất là nhẹ nhàng. Với kinh nghiệm 2 năm đã từng sửa chữa các dòng đàn thì những việc này quá đơn giản với anh Tuấn. Một người luôn chuyên nghiệp. Như vậy là bo mạch của đàn 770 này đã được anh Tuấn tháo rời. Và sau đó anh Tuấn sẽ mang lên phòng kỹ thuật tiến hành nâng cấp nha các bạn. Sau hơn 20 phút thì đàn 770 bây giờ đã được nâng cấp lên A3000 rồi nha các bạn. Anh Tuấn thì khởi động lên cho các bạn thấy.
Vâng, bây giờ màn hình đã hiện là BSNR A3000. Anh Tuấn sẽ tiến hành cài đặt Samler vô cho khách. Khi nâng cấp tại MiTuMi, quý khách sẽ được tặng một bộ Samler MiTuMi VIP nhất hiện nay. Sau hơn 5 phút chờ thì đàn đã được cài bộ Samler MiTuMi rồi. Anh Tuấn bây giờ sẽ hướng dẫn cho khách về bộ Samler của MiTuMi. Nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MiTuMi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.